Trong sáng nay, hơn 13.000 thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022 đã đến các điểm thi để học quy chế thi, làm thủ tục dự thi. Theo ghi nhận, tại các điểm thi, công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai nghiêm ngặt. Các điểm thi đã được khử khuẩn vào ngày hôm qua. Thí sinh được đo thân nhiệt tại cổng ra vào. Kỳ thi năm nay, 13.253 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10, 1.058 thí sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Hội đồng kỳ thi thành lập 32 điểm thi, 31 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng với 568 phòng thi. Riêng điểm thi tuyển sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn có 2 điểm thi. Sáng ngày mai 15 tháng 6, thí sinh thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút, từ 8 giờ đến 10 giờ. Chiều thi môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 90 phút, từ 14 giờ 30 đến 16 giờ.